Chào mừng các con đến với giờ học môn khoa học. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài học Sự sinh sản của thực vật có hoa. Sự sinh sản ở thực vật chính là quá trình hình thành một cây con từ cây mẹ. Vậy quá trình này diễn ra như thế nào ở các loại cây có hoa? Mời các con cùng cô theo dõi nhé. Như chúng ta đã được học ở tiết trước, sự sinh sản của thực vật có hoa được diễn ra nhờ cơ quan sinh sản chính là hoa. Vậy, làm thế nào để có được một cây con từ một bông hoa xinh đẹp? Đó là một câu chuyện dài, và bây giờ mình cùng nhau khám phá nhé! Trong mỗi bông hoa có nhiều bộ phận, nhưng quan trọng hơn cả trong quá trình sinh sản chính là nhị và nhụy, bởi vì đó chính là cơ quan sinh dục đực và cái của cây có hoa. Hạt phấn từ nhị rơi vào đầu nhụy gọi là sự thụ phấn. Sau khi thụ phấn, hạt phấn mọc ra ống phấn. Ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài đến noãn, kết hợp với tế bào sinh dục cái tại noãn, tạo thành hợp tử. Điều đó được gọi là sự thụ tinh. Hợp tử tiếp tục phát triển thành phôi. Noãn biến thành hạt chứa phôi, còn bầu nhụy lúc này phát triển thành quả có chứa hạt. Phôi trong hạt tiếp tục nảy mầm thành những cây con. Các con có thể tự mình khám phá ở nhà bằng cách quan sát các loại quả và hạt mà mình thường gặp. Dễ nhất là hạt đậu que. Phần quả chính là cái bầu nhụy lớn lên, còn hạt đậu bên trong chính là noãn. Mà khi con lấy một hạt đậu, con tách đôi ra, con sẽ thấy một cái mầm. Thì đó chính là cái phôi mà cô vừa nói lúc nãy. Xung quanh ta có rất nhiều loại cây có hoa, trước sân nhà, dọc lối đi trong ngõ, hoặc trên đường từ nhà đến trường. Chúng chẳng những làm đẹp cho cuộc sống khi nở rộ, mà cả khi hoa tàn vẫn còn sức sống âm thầm nhưng mạnh mẽ bên trong. Này nhé, có bao giờ con thấy lạ khi dưới gốc mai lại có những cây mai con bé xíu, hay là trong quả xoài, quả mận mà chúng ta ăn lại có những cái hạt to? Thiên nhiên vốn kỳ thú và là một vòng tròn xoay chuyển không ngừng. Tất cả những thứ ấy mang lại một nhiệm vụ thiêng liêng là duy trì giống nòi cho đời cây sau. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để hạt phấn ở nhụy rơi được vào nhụy trong khi thực vật không tự mình làm được điều đó? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi để tìm câu trả lời nhé! Đáp án đầu tiên của chúng ta chính là các hạt phấn hoa được côn trùng phân phát.
cụ thể là các loài ong, các loài côn trùng cánh vẫy như bướm ngày và bướm đêm, các loài côn trùng hai cánh và bọ cánh cứng. Các loài thực vật có kiểu thụ phấn nhờ côn trùng thường có hạt phấn to, nặng. Chúng thường tiến hóa để cho trở nên hấp dẫn hơn đối với côn trùng. Ví dụ như có màu sắc sặc sỡ hoặc có mùi hương mạnh. Ở đây có khi là mùi thơm, cũng có khi là mùi khó chịu nhưng thu hút côn trùng. Cô ví dụ như loài hoa xác chết ở Indonesia. Có mật hoa và thông thường chúng còn có những chất mà mang giá trị dinh dưỡng đối với côn trùng để cho côn trùng chọn đó làm thức ăn và vô tình phát tán hạt phấn từ hoa này sang hoa khác, từ nhị sang nhụy. Một số loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng như là hoa hướng dương, hoa lan, hoa táo, hoa bưởi, hoa nhài, hoa quỳnh, vân vân. Bên cạnh những loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng, chúng ta có một số loài hoa khác thụ phấn nhờ gió. Đó là đối với những loài hoa có hạt phấn nhỏ, thì gió có thể giúp chúng phát tán hạt phấn để có thể đến được nhụy. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường nhỏ, không có mùi thơm, màu sắc không mấy sặc sỡ, không có tuyến mật. Và một số đặc điểm nữa ở các loài này là hoa thường tập trung ở ngọn cây, thường không thấy cả cánh hoa hay đài hoa. Chỉ nhị thì dài với bao phấn treo lủng lẳng, có hạt phấn rất nhiều và hạt phấn rất nhỏ và nhẹ. Đầu nhụy hoặc vòi nhụy dài. Một số loài điển hình thụ tinh nhờ gió như là bồ công anh, cây lúa, cây ngô, cây cỏ lau, cây trinh nữ hay còn gọi là hoa mắc cỡ, cây phi lao, vân vân. Chúng ta vừa tìm hiểu quá trình sinh sản của thực vật có hoa. Vậy, chúng ta đã học được những gì qua quá trình tìm hiểu này? Thứ nhất, hạt phấn từ nhị rơi đến đầu nhụy, được gọi là sự thụ phấn. Hạt phấn mọc ra ống phấn đâm qua đầu nhụy đến noãn, gặp tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. Đó là sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành phôi, tức là mầm của cây để mọc thành cây con. Thứ hai, có một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng, nhờ có màu sắc sặc sỡ và hương thơm. Một số khác thụ phấn nhờ gió, do không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. Sau khi học xong bài học này, các con hãy thực hiện những yêu cầu sau. Thứ nhất, thực hiện phần trắc nghiệm và điền chữ ở sách giáo khoa trang 106. Thứ hai, con hãy tìm hiểu một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng, một số loài hoa thụ phấn nhờ gió. Con có thể tìm tên hoặc tốt hơn có thể tìm cả hình ảnh của các loài này. Chúc các con làm bài thật tốt và nhanh tay gửi bài về cho thầy cô của lớp mình. Thank you.
bài học của chúng ta đến đây là hết. Trước khi kết thúc, cô tặng các con một số hình ảnh đẹp về các loài hoa. Nó sẽ giúp ích cho các con thực hiện yêu cầu 2 mà cô vừa nêu. Chúc các con học vui và luôn yêu mến vẻ đẹp của thiên nhiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.